Em xin chào ban giám khảo. Em tên là Nguyễn Hoàng Phương Thi, học sinh lớp 33, trường tiểu học Nguyễn Thái Học, quận 1. Đến với hội thi cùng sáng tạo qua hành trình đọc sách với chủ đề Bác Hồ trong trái tim em. Em đã chuẩn bị cho mình một cuốn sách hay và rất ý nghĩa, mang tên Suốt đời học Bác, do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành năm 2020. Trong chuyến đi đến thăm trường Dục Thanh ở Phan Thiết, nơi Bác đã từng dạy học trước khi sang nước ngoài, em được nghe thuyết minh về cuộc đời của Bác và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của người. Một lần đi nhà sách, em bị hấp dẫn bởi tên quyển sách Suốt đời học Bác. Em như bị cuốn hút bởi những câu chuyện trong đó. Suốt đời học Bác là một cuốn sách giới thiệu 16 câu chuyện về Bác qua lời kể của nhà báo Kiều Mai Sơn. Đã có rất nhiều cuốn sách viết về cuộc đời, sự nghiệp, cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng có không ít những cuốn sách viết về hồi ức, kỷ niệm đẹp, tình cảm thiêng liêng, nhân dân cả nước dành cho Bác. Nhưng tất cả dường như chưa đủ, bởi Bác Hồ vì lãnh tụ kính yêu suốt đời dân tộc Việt Nam, một người chiến sĩ cộng sản suốt đời vì dân, vì nước, với phẩm chất giản dị mà cao đẹp. Bác là một tấm gương sáng cho nhiều thế hệ học tập và noi theo. Và cũng chính vì vậy mà những câu chuyện về người bao giờ cũng luôn như mới, gợi cho chúng ta nhiều cảm xúc. Suốt đời học Bác là một cuốn sách bổ ích, sách có dung lượng vừa phải, dễ đọc, dễ hiểu, không nặng nề về số liệu. Đúng như nhan đề, mỗi câu chuyện trong suốt đời học Bác đều để lại cho người đọc sự cảm xúc sâu sắc về vẻ đẹp cao quý, tấm lòng vì dân, vì nước, với phẩm chất giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể khẳng định rằng, thông qua mỗi câu chuyện trong suốt đời học Bác, các em học sinh nói riêng, người dân Việt Nam nói chung đều cảm phục ý chí, nghị lực, tài năng, tình yêu thương vô bờ bến dành cho đất nước, nhân dân của Bác. Điều mà em chia sẻ ở trên là tác giả nhà thơ Việt Phương, tác giả tập thơ Cửa Mở nổi tiếng, nhớ mãi kỷ niệm Bác sử thơ cho nhà thơ Tố Hữu và cho cả chính mình. Trong Bác sử thơ, chỉ bằng đôi câu nhận xét ngắn gọn, những xét ngắn gọn của Bác, nhà thơ Tố Hữu và nhà thơ Việt Phương không chỉ để nhận ra những điểm còn vụng về, thiếu logic trong kỹ thuật thơ, mà còn nhận thức về cuộc sống. Em muốn nhắn gửi đôi điều đến các bạn học sinh. Chúc các bạn hãy luôn vui vẻ và hãy luôn học tập để tấm gương đạo đức phong cách của người đã trở thành người hiểu ích nhé.